Xin chào tất cả mọi người, mình là Đức Anh 12, mình đang là chuyên viên thiết kế tóc tại Venus 314 Nguyễn Trãi. Hôm nay bạn khách hàng thân quen của mình có đến đây để nhuộm và hấp tóc cũng như trải nghiệm tiếp tục những cái dịch vụ ở bên mình vào cái dịp lễ Tết này. Thì bạn ấy cũng gợi ý cho mình là cũng muốn chia sẻ một đôi lời tâm sự đến với cả tất cả mọi người cũng như là toàn bộ quý khách hàng. Thì mọi người cùng lắng nghe nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cả bạn gái trước. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Quỳnh, mình là sinh viên năm 2 của Đại học Thăng Long và mình đã là khách hàng quen của anh Đức Anh được tầm 3 năm gần 4 năm nay rồi. 3 gần 4 năm nay đúng không? Thì trong cái quá trình mà Quỳnh đến đây trải nghiệm dịch vụ hoặc là sau khi làm xong về nhà tóc và tất cả những cái vấn đề liên quan đến tóc thì em cảm thấy là bọn anh cái cung cách phục vụ hoặc là cái thái độ phục vụ hoặc tất cả những cái dịch vụ ở bên anh như thế nào, em có cảm thấy hài lòng, có cảm thấy ổn không? Nói chung là em luôn luôn cảm thấy ổn thì em mới gắn bó đến bây giờ, là về thái độ làm việc cũng như là cách làm dịch vụ của bên Venus thì mình luôn hài lòng, từ cả thợ chính đến thợ phụ cho đến cả thu ngân tiếp tân, tất cả mọi người ở đây đều rất là vui vẻ và sởi lởi, có trách nhiệm với công việc nữa. Và cái làm mình ấn tượng là ngay từ khi lần đầu tiên làm ở đây thì đã được anh tư vấn rất là kỹ về tóc của mình, và trong quá trình làm thì luôn rất là cẩn thận, luôn hỏi han, quan tâm đến cảm nhận của mình như thế nào. Và đặc biệt là sau khi mà làm tóc xong ấy thì bình thường như các lần trước mình đi làm chỗ khác thì sẽ là tóc xong là xong đúng không? Nhưng mà không, ở đây về nhà anh Đức Anh còn cho mình contact, xong rồi anh ấy thường xuyên nhắn tin hỏi han tình trạng tóc tai dạo này thế nào rồi, xong rồi giục mình đi hấp tóc, mặc dù cái là mình được miễn phí ở đây và là quyền lợi của mình, nhưng mình hơi lười một chút để anh luôn quan tâm như thế là mình cảm thấy rất là cảm động và gắn bó đến tận bây giờ. Quỳnh sẽ tiếp tục gắn bó và tiếp tục giới thiệu những bạn bè thân quen của em đến đây để làm tóc, ủng hộ anh salon cũng như là để trải nghiệm những dịch vụ và những cái điều tốt đẹp nhất ở đây chứ. Dạ vâng, tất nhiên rồi, ít nhất là cho đến khi em không còn ở đây nữa. Đây là những cái chia sẻ rất là thật lòng từ bạn khách hàng của mình, không hề có một cái kịch bản gì cả, tất cả là từ cái tấm lòng và từ cái trải nghiệm, những cái suy nghĩ của bạn ấy thôi. Và hy vọng rằng tất cả mọi người sau khi xem xong cái clip này thì sẽ có những cái suy nghĩ, và cũng có thể là các những ai chưa đến đây thì sẽ qua đây để trải nghiệm dịch vụ của bên mình, của hệ thống Venus nói chung và của cơ sở 314 Nguyễn Trãi nói riêng. Và hy vọng là sẽ có được gặp lại tất cả mọi người ở những cái clip sau. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.